Tôi là người làm em quay nhanh nhất Việt Nam. Thành công nào cũng cần có quá trình rèn luyện, học tập và sự kiên trì. Vậy tại sao anh Kiều Thanh Ca, một giảng viên đại học và chủ của doanh nghiệp giáo dục lại có được thành công thuận lợi? Bởi vì em quay có giá trị gia đình, cho nên là năm 2014 sau khi tôi đăng ký cái thon là tôi lên founder Ibro luôn các anh chị. Tôi lòng hoàng tôi chơi trong em quay đúng năm sau thì tôi lên Diamond luôn. Thành công đôi khi cũng có yếu tố may mắn, nhưng may mắn có thể đến với chúng ta một lần, hai lần thôi. Một số anh chị nói là tôi may mắn, cho nên tôi nói với vợ tôi là không. Đó là anh là phong thủy tốt chứ không phải là may mắn. Em làm bao nhiêu năm nay rồi, em có lên được đâu, từ ngày có anh về là em lên Diamond luôn. May mắn cũng được, phong thủy tốt cũng được. Bất kể ai, ngay cả anh Kiều Thanh Ca, để có được thành công thì cũng cần trải qua cả một quá trình học tập, tích lũy, trưởng thành và có được chữ ngộ. Trước khi biết đến em quay, tôi là giảng viên của trường Học viện Hành Chính. Và trước đó là tôi dạy ở trường Đại học Sư phạm các anh chị. Tôi thấy qua cái con đường mà đi dạy, sáng đi dạy, chiều đi về, sáng đi dạy, chiều đi về, nó cứ lặp đi lặp lại hoài một năm như vậy, là mình thấy là cảm giác mình sống một ngày của nhiều năm chứ không phải là một năm của nhiều ngày các anh chị. Lương giáo viên thì chỉ có được hơn 7 triệu thôi. Và cứ như vậy mà xài thì không đủ. Cho nên là tôi quyết định tôi chuyển qua kinh doanh. Tôi làm thêm sân bóng đá và tôi làm thêm cái trường trung cấp có tên là Tăng Thanh. Và năm 2012 thì tôi tuyển học viên không được, cho nên là tôi với lại thầy Nguyễn Hồng Giáp là bán trường ăn luôn rồi. Sau khi tôi bán trường thì tôi chuyển về cái trung tâm khu công nghiệp Vĩnh Lộc á, là trung tâm thanh thiếu niên miền Nam. Tôi mới mở ra một cái cụm sân bóng đá, rồi sân cầu lông, sân tennis và hồ bơi nữa các anh chị. Và sử dụng cái căng tin như đó. Tôi mới kêu trường đại học Hoa Sen đem học sinh về đó học thể dục. Và tôi nói với lại cô bên trường á, là cô mà cho học thể dục của em là cô cứ yên tâm. Sân của em rộng lắm, em không lấy học phí. Thì cô Phượng lúc đó thì cô mới nói tại sao thầy không lấy học phí. Thì tôi nói là em có nhiều cách khác. Trường học đại học Hoa Sen nó có 3.000 học viên các anh chị. Tôi tính là nó đi phương tiện là đi xe buýt và đi chung xe là khoảng 50%. Còn 50% là còn lại nó đi xe máy. Thì một chiếc xe máy là tôi cho gửi là 3.000 các anh chị. Một ngày như vậy là tôi lượm 4 triệu rưỡi. Chưa dừng lại ở đó, tôi còn cho bán thêm nước nữa. Và học thể dục thì các anh chị biết rồi, chạy mệt lắm. Tôi xúi mấy ông thầy dạy thể dục cho chạy nhiều đi, để chi uống nước cho chi. Và tôi bán thêm một ngày như vậy là 6 triệu tiền nước mía nữa các anh chị. Ngày 10 triệu. Lựa chọn đúng quan trọng hơn nỗ lực. Đôi khi nếu chúng ta lựa chọn sai con đường thì chúng ta có nỗ lực đi mãi cũng không tới được cái đích cần đến, mà càng đi càng xa đích. Người ta nói một câu rất là hay, lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực, đúng không anh chị? Và năm 2014 tôi rất là thông minh. Tôi lựa chọn Thanh Hương là tôi làm Ibro luôn. Thanh Hương đưa cái card business là Ibro. Tôi lúc đó tôi không biết em quay là gì hết. Tôi hỏi Ibro là em có bao nhiêu tiền. Mà Thanh Hương nói là em là Ibro là khoảng 50 triệu tháng. Tôi mới nói với cái cơ ngơi của mình như vậy mà có một người phụ nữ đẹp như vậy, biết giỏi như vậy, biết tính toán như vậy thì tôi cưới về thì 2 năm sau là em quay phá sản thôi. Thường thường là đa cấp là chỉ 2 năm thôi, chứ không có được lâu. Tôi nói trong bụng vậy đó. Nhưng mà tôi cưới Thanh Hương về thì 2014 thì cuối năm 2014 thì công ty tôi phá sản các anh chị. Em quay vẫn còn tồn tại tới bây giờ. Vẫn phát triển ầm ầm đúng không ạ? Amway không phải là công việc duy nhất để kiếm tiền, thực hiện ước mơ, nhưng Amway có thể giúp bạn thực hiện mọi ước mơ cho dù xuất phát điểm của bạn là ai. Chỉ cần bạn chăm chỉ, học tập trưởng thành, kiên trì và không bỏ cuộc.